chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình đã trở lại với một video mới. Video ngày hôm nay của tụi mình đó chính là vlog. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với mấy bạn, tụi mình sẽ đi chơi, tụi mình sẽ đi vòng. Trước khi bắt đầu video này, mọi người đừng quên là follow mình ở trên Instagram Bamboo2710. Đây là Instagram của mình, Bamboo2710. Cho nên là mọi người hãy nhanh chóng lên Instagram của mình và follow ngay nha. Và cũng đừng quên là like và subscribe channel của mình để tụi mình có thể đón xem được nhiều những video mới và sẽ upload lên nha. Cũng lâu lắm rồi đó mình mới quay video lại cho mấy bạn, cho nên là hy vọng là mấy bạn sẽ like thiệt là nhiều để mà tụi mình có thể được gặp gỡ nhau nhiều hơn. Hả? Nè, quay ra cho mọi người coi. Last Christmas. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Hai mọi người ơi, sao mình quay ta? Hai mọi người, tụi mình đang ở sông nè. Giờ tụi mình sẽ kiếm quán cà phê nha. Tụi mình sẽ chỗ khác nhưng mà mình không có một kiểu nữa đấy, mình chỉ có kiểu nào mà chuyên nghiệp quá. Ai cái đó chuyên nghiệp đâu mà mày chẳng quá vậy, đi chơi mày chẳng quá rồi. Mình đi phòng giáo đi, kêu mình đi chơi á, đúng rồi. Mình đi chơi đánh bài, xong mình đi làm nail. Đánh bài không em? Đây chúng mình phòng giáo nha. Hello mọi người, mình đã bắt cóc được. Lên lên. Hai đi. Hai cặp. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi đi ăn xíu xong tụi mình sẽ qua Vincom, tụi mình mua gà. Sẽ đi Vincom, tụi mình mua đồ thôi. Dạ nè, hai anh em Paul and Ben. Hello mọi người, tụi mình đang đi ăn nè mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua đồ cho mọi người. Mình ở Vincom rồi. Paul đi ra ra hay là hai anh em. Hai anh em. Quay gì vậy? Quay đồ mình đi lên đó má. Hết hèn nem. Tối lộ. Có giống bữa nữa hả? Chừng lộn quá. Hết hèn nem thôi. Đi má. Yeah, that's cool.
Không hề mệt tí nào nha mọi người. Con nãy đi giờ rồi má. Bye bye. Hey mọi người, cùng sao nha. Hơi lạnh quá má ơi. Hơi lạnh quá hả? Hôm nay thì có 4 người thôi. Chơi có 8 người nhưng mà chỉ đi có 4 người thôi. 4 con tiền nghỉ chơi. Mọi người, tụi mình thua quá trời luôn, giờ mình thắng rồi nè mọi người. Yay. Nãy giờ thua chết mẹ luôn á. Chạy này giờ. Nãy giờ mình đã nói em nuôi á, mình gọi lại còn có cái xì dách cắt đôi mà. Dách cắt đôi một cách. Xì bạn cắt đôi mà. Ủa luôn. Xì bạn của Linh. Xì dách nó cắt đôi mà. Xì bạn của Linh. Không chờ em xì dách cắt đôi đi. Xì dách là im luôn. Xì dách là im luôn. Xì dách là im luôn. Con nhỏ này sao biết con thì nó nhen luôn. Cái này mọi người đi. Tụi mình ra bờ sông nhưng mà cái mua ngày là thử thách sáng ngày đó được. Mua rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Miu tụi mình sẽ có lên mắt. Yeah. Có chai kìa. Ôi nó nhỏ quá.
Vừa đủ nghe. Vừa đủ anh nghe. Cái ơi nghe. Đằng này để tụi mình đi qua tập bus. Hiện nay tụi mình đang ngồi đợi để chuẩn bị đi qua tập bus. Giờ mấy tụi mình sẽ có mặt ở đây. Hello mọi người. Bây giờ tụi mình được lên tàu rồi nè mọi người. Tụi mình như chót kẹo. Và tôi còn còn ba đứa. Đứt đồng luôn. Ơi lên đồng nó xây sống á. Tại sao ta lên đầu sẽ sống á mọi người. Tụi mình lên đầu kia. Đáng bản đây tụi mình sẽ coi được cái lửa. Đây tụi mình sẽ có cửa sổ để tụi mình coi rồi mấy mẹ. Anh lắc lắc á. Đi về đi tàu á. Chưa lên. Chưa lên hả? Mấy 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 chỗ gì sáng quá vậy? Đã đi xong một chuyến đến quận 2 rồi. Bây giờ tụi mình đang ở quận 2. Tụi mình sẽ ngồi đây một xíu. Đến 6:30 tụi mình sẽ đi đến quận nhất trở lại nha mọi người. Như giả lộ mai tôi dâm rồi đó. Mới đẹp luôn, mới đẹp luôn. Là 12:40. Tụi mình sẽ tô đến 5:00 chiều nha. Lộn. Ủa. Mình với Huyền Trinh sẽ đi mua lens. Mình đã đang tô cái này xinh luôn. Cái sau mấy nhỏ này nó phá. Quá xấu quá. Quá xấu luôn á. Mình lựa một cái cặp búp bê rồi đó. Bạn lựa gì vậy? Bạn lựa gì vậy? Lựa cặp chơi cô. Bạn chơi cô hả? Mình là búp bê á, mình là búp bê. Mới mua lên với tôi hết 809. Oh my god, mình dễ thương lắm. Trời ơi trời, mua mấy chùm mua luôn á. Bây giờ tụi mình sẽ phải ngồi đây đến bây giờ mấy giờ rồi ta? Hôm nay mình mới vừa đi về, mình mới uống tóc xong. Các bạn thấy uống tóc có xinh không vợ? Thì cái uống tóc này á là mình chỉ uống như uống cấp cho nó tự nhiên thôi, giống như là mình uống cái lô vậy á. Thì bình thường á mình muốn tóc xoăn á mình sẽ thường dùng cái lô cuốn để mình cuốn, nhưng mà kiểu mình ra đồ chút với bạn là nó
nó mất xong rồi nó sẽ lấy hết trơn. Cho nên mình đã quyết định là mình sẽ đi uống luôn. Nhưng mấy bạn có kết quả có xin hôn. Mọi người, thì thời gian qua, cụ thể là hồi tháng cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì mình có mua được một chiếc điện thoại mới. Bạn trong video này mấy bạn thấy mình xài trong mấy lần rồi. Thì cái này là mình mua là iPhone 13 Pro. Mình mua hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Nhưng mà mua chiếc điện thoại này nó chính là cái chiếc điện thoại của mình. Thì nó đã bị hết dung lượng, mất tiêu rồi mấy bạn. Nó hết dung lượng luôn rồi, mình không thể lưu trữ thêm được nữa. Chứ thật ra mình tính đó là mình sẽ đợi iPhone 14 ra mình mua. Tụi mình nghe đồ mình sẽ có một tiếng, cho nên mình đợi mình mua hết dung lượng rồi. Cho nên là mình không có thể đợi thêm được nữa. Cho nên là mình đã quyết định đó là thôi mình sẽ mua cái này luôn. Thì dự tính ban đầu của mình là mình sẽ mua cái 13 màu hồng. Nó dễ thương, lại cái điện thoại cũ của mình thì nó cũng khá là giống nhau. Cho nên là mình đã quyết định đó là mình sẽ mua luôn chiếc iPhone 13 Pro cho nó khác. Thì cái màu mình mua sẽ là một cái màu vàng rất là xinh luôn mấy bạn ơi. Màu vàng rất là xinh luôn. Mình sẽ mua một là mua màu vàng này, còn hai là sẽ mua màu trắng. Nhưng mà thật ra thì mình thấy màu trắng nó hơi bình thường một chút. Thì bữa giờ mua cái điện thoại này nhưng mà mình chưa có dùng cục sạc của nó luôn. Và bữa giờ mình sạc bằng cái sạc iPad của mình. Đây. Thì trong cái hộp của tụi mình có một cái củ sạc như thế này với lại một cái sát thương hiệu sử dụng thôi, chứ ngoài ra mình sẽ không còn cái gì khác hết. Và cái cục sạc này mình chưa có khui luôn, bởi vì là cái cục sạc mà nó bán tới hình như là 600 mấy ngàn lận đó mấy bạn. Trên bữa giờ mình sạc bằng sạc iPad. Rồi sau đó khi mình mua điện thoại mới về mấy bạn, là mình đang kiểu chuyển dữ liệu qua, thì tự nhiên cái chuyển dữ trường cái nó bị tắt nguồn luôn. Chuyển dữ trường cái nó tắt nguồn luôn mấy bạn. Cuối cùng là mất hết tất cả dữ liệu của mình luôn. Và rất là buồn luôn mấy bạn. Nhưng mà không có sao hết, tụi vì mình đã có lưu những hình ảnh của mình ở trong một ứng dụng khác. Như là khi mà mình cài đặt và mình đăng nhập vô thì hình ảnh của mình chuẩn ví là nó vẫn còn khá là đầy đủ luôn. Nó chỉ hơi thiếu một chút thôi nhưng mà cũng không có sao lắm. Quá mình không có được đi chơi hay đi ra ngoài đường gì hết. Cho nên mình nhờ làm nhờ người nhà mình đi mua giùm cho mình. Thì nguyên nhân mà mình mua cái máy này thì nó cũng là cái máy cũ của mình, nó bị hư luôn. Cái máy cũ của mình là iPad Air 2 mà mình đã dùng nó từ năm mình đi Malaysia du lịch, là rất là lâu luôn rồi đó mấy bạn, siêu lâu luôn. Và mình đã xài tới bây giờ, lúc là 2016 tới bây giờ là oh my god, là 5 năm, rất là lâu. Và cuối cùng thì mình cũng đã mua được một chiếc iPad mới. Và mua M4 thì nó đã ra quá lâu rồi, nó ra 2020 rồi. Và bây giờ là 2022. Cho nên mình thấy là cái máy này nó mới ra hồi tháng 9 2021 thôi. Và nó cũng ok. Một đau mốc lưng, hình như mình đếm không chú là 22 cái. Quá là nhiều luôn á mấy bạn ơi, rất là tiếc. Và thực sự là trong mấy cái đống này, cái đống mà mình thích nhất chính là cái này. Cái này cái mình thích nhất mà mình không dám xài luôn á. Tụi vì mình, cái shop đó nó không còn bán nữa, nó bán một lần thôi. Rất là sơ. Thật ra những cái đống cũ của mình là mình rất là thích luôn á mấy bạn. Mình cái nào cũng thích hết trơn á. Ở đây mình rất là vui, bởi vì trong năm nay mình đã mua được hai món đồ mình rất là thích. Không nghĩ là mình sẽ mua luôn á. Và video ngày hôm nay của tụi mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video ngày hôm nay. Và mọi người đừng quên like, share và subscribe channel của mình nha. Và đừng quên là follow mình ở trên Instagram Mambo210 nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog sau. Các bạn nào thích coi những cái vlog của mình đó thì bạn nhớ like thiệt là nhiều để mình sẽ chăm quay những cái vlog hơn nha. Tới kiểu cuộc sống của mình sẽ có rất là nhiều điều thú vị và rất là vui luôn. Cho nên là mấy bạn nào mà muốn mình vlog lại thì có thể like nhiều lên nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.